Ha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với V Channel. Và chủ đề video ngày hôm nay là Tâm sẽ mở họp và trên tay nhanh cũng như là giới thiệu đến các bạn iPad mới nhất của Apple, đó là chiếc iPad Pro 2018 đó các bạn. Và đây như các bạn thấy thì đi theo trong cái hộp của chiếc iPad Pro 2018 của chúng ta thì nó có một cái sách hướng dẫn này các bạn, một cái cáp sạc. Đây, các bạn thấy đây là một cái cáp sạc nhưng mà không phải là cáp sạc Lightning như các dòng sản phẩm truyền thống của Apple nha các bạn. Đây là cổng sạc USB-C và đây nó có một cái củ sạc. Củ sạc này là củ sạc 3 chân đó các bạn. Và đúng như những gì Apple đã giới thiệu thì với cái dòng iPad Pro mới năm nay thì Apple đã có rất là nhiều bước đột phá mới với một cái thiết kế mới trên chiếc iPad luôn này các bạn. Và các bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn một cái phiên bản vừa tay 11 inch, và ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản màn hình lớn hơn là 12.9 inch. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lựa chọn mua theo một hướng khác, đó là mua phiên bản Wi-Fi hoặc là phiên bản 4G có SIM, và cái SIM này là SIM 4G. Các bạn gắn SIM vào để xài 4G mà thôi. Và để nói một chút xíu về cái thiết kế của cái dòng iPad Pro mới năm nay, khi mà cầm cái chiếc iPad Pro này trên tay thì Tâm cực kỳ là thích vì cái lối thiết kế mà Apple đã dành riêng cho cái chiếc iPad Pro mới 2018 năm nay thì nó làm cho Tâm vô cùng ưng ý luôn các bạn. Cái thiết kế này nó vô cùng ảo diệu, các bạn thấy nó rất là mỏng không? Nó cực kỳ mỏng luôn. Và cái thiết kế nó rất là góc cạnh nam tính. Và khi các bạn nhìn vào thì các bạn có thể hình dung đây là một cái mẫu thiết kế đã từng xuất hiện trên cái chiếc iPhone 5 nè, 5S nè, và iPhone SE nè. Nó cũng góc cạnh nè, nó cũng vuông vức góc cạnh và nó cũng nhám phía sau. Và thật sự thì Tâm đã mong mỏi cái mẫu thiết kế này nó xuất hiện trên cái bộ ba iPhone, nhưng mà thật ra nó không có, mà cho tới khi iPad Pro 2018 ra đời thì nó mới đưa cái mẫu thiết kế này vào. Và chúng ta hãy cùng nhìn thử xem từ trước ra sau, từ trên xuống dưới xem là những cái bộ phận trên cái chiếc iPad hôm nay nó có gì thay đổi không nghe các bạn. Và đầu tiên thì các bạn thấy đây là cái cạnh phía bên trái của chiếc iPad chúng ta thì nó không có cái gì hết ngoài một cái lỗ. Cái lỗ này có thể là một cái mic cạnh dưới, cạnh dưới hai bên là cái loa, và chính giữa là cổng USB Type-C nè các bạn. Bên trái thì nó có một cái điểm 500 từ nằm ở chính giữa. Và với cái dòng iPad Pro 2018 năm nay thì bộ phận loa nó nằm dọc khắp cái chiếc iPad của chúng ta luôn các bạn. Có tới 4 loa luôn các bạn, hai loa nằm trên và hai loa nằm dưới luôn. Và bây giờ Tâm mời các bạn cùng nhìn qua những cái thông số kỹ thuật của thế hệ iPad Pro mới 2018 năm nay nhé. Và sau khi mà các bạn xem qua cái thông số kỹ thuật của cái thế hệ iPad Pro 2018 mới thì các bạn có thể thấy là nó không khác nhau bất cứ cái gì hết, chỉ khác kích thước và trọng lượng thôi các bạn. Và ngoài cái sự lựa chọn về kích thước và sự lựa chọn về có SIM hoặc là không có SIM thì các bạn cũng có một cái sự lựa chọn khác nữa, đó là lựa chọn bộ nhớ RAM, một là 4GB và hai là 6GB nha các bạn. Và cái iPad Pro mới năm nay nó không đi đơn lẻ một mình, nó còn có hai người bạn đi theo nó nữa, đó chính là một cái bàn phím. Rồi đó, các bạn có thể mua và các bạn lắp vào, để Tâm lắp vào thử cho các bạn xem nha. Và với cái thế hệ iPad Pro mới 2018 năm nay nó có một cái điểm mới như thế này, thì nó đã có một cái bàn phím rồi dành riêng cho nó rồi, thì nó sẽ có một điểm như thế này: các bạn khóa màn hình và với điều kiện là các bạn không có cài Face ID hay là mật mã gì hết nha, thì nó rất là nhanh nhẹn, khi mà các bạn bật ra thì nó sẽ mở ra cho các bạn luôn. Các bạn đóng lại thì nó khóa, và các bạn mở ra thì nó bật lên. Nhưng mà nó chỉ hoạt động được trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Ví dụ như là khi mà các bạn đang xài cái iPad liên tục thì các bạn mở ra mở vào thì nó mới hoạt động cái chế độ này. Còn khi mà các bạn để nó sạc pin hay là cái gì đó thì trong một khoảng thời gian rất dài thì nó sẽ tắt cái chế độ này đi. Và còn người anh em của nó nữa, giống như là cái bút S Pen, thì đây là Apple Pencil đó các bạn. Đây, chiếc bút này được thiết kế dành riêng cho iPad Pro 2018. Và đây là chiếc Apple Pencil của chúng ta. Nó cũng hơi to, hơi dài và hơi nặng đó các bạn. Và để làm sao chúng ta kết nối được cái chiếc Apple Pencil này với iPad, rất là đơn giản thôi các bạn. Như hồi nãy Tâm có giới thiệu là phía bên đây nó có một cái 500 từ phía bên cạnh bên đây của cái chiếc iPad chúng ta. Thì đây là cái điểm kết nối cái chiếc Apple Pencil với cái chiếc iPad Pro của chúng ta. Và để kết nối hai cái thiết bị này lại thì rất là đơn giản. Đầu tiên các bạn bật Bluetooth trên iPad lên, sau đó các bạn sẽ đặt cây bút vào đúng vị trí. Đó, nó sẽ hít vào với nhau và hai thiết bị nó tự động tìm được nhau, nó sẽ kết nối lại. Nhưng mà có một điều như thế này, vì chiếc iPad Pro 2018 mới năm nay nó sử dụng cử chỉ tay để thao tác, cho nên là có những cái thao tác bằng cử chỉ tay
thì các bạn không dùng cái bút được. Ví dụ như là các bạn muốn trở về màn hình chính đó, các bạn đâu thể nào dùng cái bút, các bạn phải dùng cử chỉ tay đó, các bạn sẽ về được màn hình chính. Và chỉ riêng cái cử chỉ tay để vuốt qua lại về màn hình chính thì cái chiếc bút này nó không hỗ trợ thôi, còn tất cả những cái thao tác còn lại trên chiếc iPad thì cái chiếc bút này đều làm được nha các bạn. Và đây là một cái bộ ba hoàn hảo. Và tất cả những cái thiết bị hồi nãy giờ, nguyên cái bộ ba của iPad mới năm nay, nó đang hiện có mặt tại Viễn Đông Mobile và Bạch Long Mobile. Các bạn có thể click vào hai đường link trang web mà Tâm gắn ở phía bên dưới để tham khảo về giá cũng như là mẫu mã, và cũng như là lựa chọn những cái tùy chọn mà các bạn cảm thấy phù hợp với các bạn để các bạn sắm ngay cái iPad Pro mới 2018 này cho mình nhé các bạn. Và Tâm sẽ nói kỹ hơn, đánh giá kỹ hơn về chiếc iPad Pro 2018 này trong những clip tới nha các bạn. Các bạn có những yêu cầu gì, các bạn muốn Tâm làm clip gì về chiếc iPad Pro 2018 này thì các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách comment ở phía bên dưới clip nha các bạn. Và video ngày hôm nay của Tâm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau nhé.